Đó, các bạn thấy cái đường biên giới của Việt Nam mình với Lào các bạn, đi đêm gọi là tối thui luôn, đường thì nó như kiểu là đường mòn nè các bạn. Ôi ôi, này mà đi khá là nguy hiểm luôn đấy các bạn. Nhưng mà kệ đi, nay có cái chuyến để nhập cái lô xe từ bên Lào về thì đi tranh thủ mà đi. Ơ kìa, cái gì chú công an? Thôi giới mới chạy về là chú công an bật đèn phạt rồi, chạy quá tốc độ rồi các bạn. Khổ thân chưa. Đây là khu vực Tây Bắc nên là xung quanh là đồi núi đó các bạn. Ê ê ê ê ê ê ê, chết. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ quay trở lại trải nghiệm bản đồ Việt Nam, cũng như là quay trở lại trải nghiệm một cái con xe tải đầu kéo đến từ thương hiệu của Trung Quốc nha các bạn. Thì con này nó là Chen Long, hay còn gọi là Chen Long Hải Âu các bạn. Đây. Đó, thì đó là một cái phiên bản xe đầu kéo nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sử dụng cái con Chen Long Hải Âu này để vận chuyển đâu đó là 6 cái chiếc xe SUV nha các bạn. SUV đó, tức là xe kiểu là dạng xe 5 chỗ hoặc là xe 7 chỗ mà hạng C nha các bạn. Nhưng mà như cái này là như là 5 chỗ là chính rồi, đâu có 7 chỗ đâu. À, trên, ở trên là 7 chỗ, ở dưới là kệ bà đi, mấy chỗ kệ bà đi. Hiện tại các bạn nào không biết thì mình đang ở ngay cái biên giới Tây Trang, phải không ta? Đúng rồi, như là biên giới Tây Trang. Cái này là nó thuộc ranh giới giữa Việt Nam và gọi là quốc gia Lào. Đó, thì hiện tại là mình đang thuộc bên địa phận của Việt Nam nha các bạn. Đó, thì hiện tại thì trời đang khá là tối luôn các bạn. Và ngày hôm nay mình có một cái chuyến hành trình để vận chuyển mấy cái chiếc xe này nè, đi từ biên giới Lào. Tại vì con này là nhập khẩu nha các bạn, nhập khẩu nguyên con luôn, trong đó có cũ mới gì tùm lum hết đấy, để vận chuyển về thành phố về thủ đô Hà Nội trong đêm nay. Đó, đây là Điện Biên này các bạn thấy không? Đi qua Điện Biên sẽ về Sơn La, sau đó về Hát Lót, về Mộc Châu, Hòa Bình các thứ, và cuối cùng là về Hà Nội nha các bạn. Ở một cái đường đi khá là xa, nhưng mà đa số là vận chuyển xe là giao xe này, nó đa số là đi đêm nữa các bạn. Vì hàng nó nặng vào thành phố, buổi sáng là nó cấm tải các thứ nên là đa số là đi đêm. Đó, nên là ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái chuyến hành trình này cho các bạn xem. Thì tất cả các bạn mod mà ngày hôm nay mình chơi từ gọi là xe đầu kéo cho tới cái bản đồ Việt Nam này, bạn nào muốn trải nghiệm giống mình thì có thể là lên ngay cái trang web đó là shop.tải.mod.com. thì tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả các bạn mod mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem luôn. Và đặc biệt hơn mấy ông nào muốn mua nón Nguyễn Quý Gamer. Đấy, lại cái tụi quảng cáo đúng không? Và nào muốn mua thì có thể là truy cập lên cái trang web đó là nguyễnquygamer.com nha các bạn. Thì trên này sẽ có bán cái chiếc nón này, thì các bạn có thể là mua dễ dàng trên Shopee hoặc là trên TikTok. Đấy, thì trên này sẽ có những cái chương trình giảm giá trên hai cái nền tảng này cho các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình thôi, không để các bạn chờ lâu nữa. Let's go. Để máy lên nè. À, bây giờ mình bật thêm cái đèn nè các bạn. Đèn xe nữa rồi. Đây. Đó, lên đẹp không các bạn? Đó. Xịn chưa? Vừa cái đèn xe nha các bạn, mà vừa thêm cái đèn ở thùng hàng phía sau nữa. Khá là xịn sò luôn. À, từ đó mình coi mình tắt xe hay gì rồi. Xe đâu hết rồi. À, mình sẽ tăng lưu lượng xe lên nha. Rồi ok. Phan, trước khi đi thì mình chỉnh cái ghế này các bạn. Cho nó ngồi cho nó ok lại. Rồi chỉnh cái ghế thấp xuống. Đây. Đó, nhìn gì nó mới hợp lý nè các bạn. Đợi, 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 đợi. Đó, ok. Nếu mà bạn nào không biết chỉnh ghế thì có thể bấm F4 hay sau đó bấm số 1 tiếp tục, hoặc bấm đây nè, điều chỉnh ghế nè, để điều chỉnh giống mình nha. Rồi, bây giờ thì mình đi thôi. Con này có đèn nó thắt không ta? Ui, có đèn nó thắt đi các bạn. Đó, sáng sủa luôn các bạn. Đó, có thể là mở hoặc tắt gì đó tùy các bạn. Còn bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái công ty này. Cái này nó như kiểu là một cái chỗ của chỗ dừng chân của một cái xưởng đó các bạn. Bên đó thì qua biên giới Lào nha các bạn. Nhưng mà qua đó thì các bạn thấy nó có một cái chạm căng. Thì tới đó thì các bạn phải căng này nọ, khi mà đi xe tải qua đó phải căng rồi mới qua được. Ôi cái gì? Trời ơi, nó quỷ đó. Trời, nó sắn sắn rồi mình làm hết hồn rồi. Phải ngồi chim mén. Rồi đi thôi, let's go. Khu vực này nó là thuộc khu vực của Tây Bắc nha các bạn. Nó là đường đường trên này là đường đèo là nhiều, đặc biệt buổi đêm thì không biết đi được không ở đây. Các bạn thấy cái đoạn này không?
nó là một cái con đường mòn thôi nha các bạn, và không có đèn đường gì đâu nên đi rất là nguy hiểm. Đó, các bạn thấy cái đường biên giới của Việt Nam mình với Lào các bạn, đi đêm gọi là tối thui luôn, đường thì nó như kiểu là đường mòn nè các bạn. Trời ơi, này mà đi khá là nguy hiểm luôn đấy các bạn. Nhưng mà kệ đi, nay có cái chuyến để nhập cái lô xe từ bên Lào về thì tranh thủ mà đi. Ok, cái gì chú mang thời giới mới chạy về là chú có mang bật đèn phạt rồi chạy quá tốc độ rồi các bạn. Khổ thân chưa. Đây là khu vực Tây Bắc nên là xung quanh là đồi núi đó các bạn. Ê ê ê ê ê ê ê ê, ê chết. Rồi thôi xong. Lo nhìn cái gì vậy các bạn ơi, lạng mẹ xuống cái vách núi rồi. Mới bảo luôn nguy hiểm luôn các bạn, để coi lùi lên được không. Cái này căng à, làm sao lùi lên được. Không biết sao luôn á mấy em. Khổ thân được chứ. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Rồi ok các bạn, bây giờ là mình đã lôi cái xe lên được rồi nè. Khổ thân được chứ. Ôi ôi, vô đây thêm cái đường núi nhỏ nữa. Ôi kìa, cái gì một quả vậy. Trời ơi, mới lên được không lẽ bay xuống nữa sao. Từ nha mọi người, nhường nhau một xíu nha. Đường hơi đông một xíu, đông xe một tí nên có thể kẹt xe. Rồi luôn rồi, dính luôn rồi, hung nhau các thứ luôn rồi, khổ thằng đi đêm. Không phải đơn giản đó các bạn. Rồi ok, dưới này nó kêu nó còn bị kẹt xe đông nữa nè. Gắn qua cái đoạn đường biên giới nè các bạn, đi đêm nên nó hơi nguy hiểm một xíu. Rồi bây giờ là hết xe rồi đấy, nhưng mà cái đường này nó cũng còn khá là nguy hiểm nha các bạn. Ê ê, nó đã chưa, trời ơi, xe nó là bay mẹ xuống cái núi này rồi. Thăng lịch sự là như mình mở cái đèn nó thắt cái nó bị chói tầm nhìn đấy các bạn nè. Mình tắt cái mình nhìn cái đường lộ nó dễ hơn. Nhưng mà khi mình tắt như vậy thì các bạn không thấy được nội thất xe. À, mở như vậy thì nó có thể là nhìn nội thất xe được. Nhưng mà cái người mà cầm vô lăng, người ta lái ban đêm nhìn đường nó lại bị khó đó các bạn. Nó như kiểu bị phản sáng vậy đấy các bạn. Kiểu là mình nhìn trong xe nó sáng quá, ngoài nó bị tối quá nên nó hơi khó nhìn. Trước mình là một cái con xe khách của đại cáo ti nha các bạn. Chú qua các bác tài ơi. Để tới đâu rồi ta? Đường nhỏ xíu luôn các bạn. Cho tao qua các bác tài ơi. Chiếc xe này bên đi trước mặt mình này là cũng là một chiếc xe mà nó vận chuyển xe nữa các bạn, nhưng mà con nói thì như nó vận chuyển những cái xe bự hơn, như là xe đầu kéo đồ này nọ. Phía trước mình vẫn có một con xe giường nằm, à không phải, xe ghế ngồi bình thường nữa các bạn. Ui nghe cái cua luôn. Cho qua các bác tài ơi. Nguy hiểm quá, đường công nhận nguy hiểm thật sự luôn ấy. Chú công an chạy trước mặt mình nữa nè. Vì sao dám vượt với ông. Này lạng quạng, chú công an bắt ở đây không cho về luôn, chết tôi luôn. Trời, chú công an chạy ra ngoài lề luôn kìa. Nhưng mà ra đây thì ôm cua nó thoải mái hơn các bạn. À, lâu lâu được cái lề ôm cua cho nó sướng. Đường hơi hẹp nên là lắn vô lề được đoạn nào hay đoạn đó. Nãy giờ biết sao chạy chậm không các bạn, đoạn này cho chạy có 30 km/h rồi đấy. À nhưng mà vô đây thì các bạn thấy nó có được đường nhựa rồi nè. Ui ngon, vô đây cũng khá là ngon các bạn. Có đoạn hồi nãy là các bạn thấy là nguyên đoạn là đường đất hết trơn luôn ấy. Vô đây thì mình đã vào được khả năng là vào được địa phận của Điện Biên rồi đấy các bạn. Mà bây giờ mình có nên vượt chú cảnh sát giao thông không?
ghê với các bạn. Cậu xe cho cảnh sát chơi cái biển số hơi xịn luôn ấy. Đây là cầu Bà Nan, Bà Năm, Bà Nang gì là các bạn, Bà Nang gì đấy. Vô đường bự chưa ta? Nó vắng con đường nhỏ các bạn. Đây, buổi đêm nè. Mình như kiểu là mình chạy mà có chú công an gì dẫn đầu gì đấy. Xịn xò thật sự. Ê ê. Đường này hẹp thật sự luôn các bạn. Thường cái đường biên giới của các nước với nhau mình nghĩ là phải được làm cho nó bự để xe có thể lưu thông qua nhiều chứ nhỉ. Mà đường này nó khá là nhỏ luôn, hay là tại do cái cổng biên giới này nó nhỏ nên là đi qua cái đường nó cũng nhỏ ta. Nhưng một số các bạn biết, một số chỗ như ở Lào Cai đi. Đó, ở Việt Nam mình nó có một cái cầu biên giới qua Trung Quốc khá là to, đường nó cũng khá là bự luôn các bạn. Mà các bạn biết là mỗi lần mà kiểu mà qua biên giới thì đa số là những cái xe đầu kéo, xe tải bự rồi ấy. Người ta đi người ta nhập hàng các kiểu, nhập hàng về nước ấy. Kiểu hàng xách tay rồi các bạn. Người ta số xe tải đi nhiều. Đoạn này còn sửa đường nữa nè mấy không? À, vô đây đường nó to hơn tí rồi các bạn. Như vậy là khả năng có thể là cái đoạn đường từ đây mà lên trên cái đoạn mà biên giới Tây Trang hồi nãy đấy, có thể sau này là có thể làm bự ra được đấy. Vô đây cho chạy 60 nè các bạn. Ôi ôi, biển quảng cáo của ai mà đẹp dữ vậy ta. Rồi cái này mình đang vào khu đông dân cư rồi nha các bạn, khả năng là mình đang vào địa phận của Điện Biên Phủ các bạn. Điện Biên buổi đêm khá là đẹp luôn. Hiện tại là xe mình không có gắn kiểu GPS nha mấy ông, nên là gọi là chạy theo cảm thính luôn. Nhớ đường mà chạy sai thì quay lại chạy lại. Dân chơi không sợ mưa ghê. Đi buổi đêm thì nó khá là thoải mái các bạn. Các bạn biết sao không? Buổi sáng thường thứ nhất là đông xe, và thứ hai là thời tiết đôi khi nóng nực được các kiểu, chạy nó rất là cực khổ các bạn. Mà đi buổi đêm như vậy thì nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Kiểu là thời tiết mát mẻ trong lành rồi ấy. Ánh sáng thì cũng hạn chế để bị đỡ chói mắt được các kiểu, và xe nó cũng ít hơn nữa. Nhưng mà đi giấc này thì nó hơi buồn ngủ nha các bạn. Đó, nên là tài xế nào mà gọi là thức giỏi thì có thể là đi đêm như vậy nó sẽ tuyệt vời hơn. Nay đi có mình nên nha các bạn, buồn thấy ghê rồi chứ. Bình thường đi dưới lơ xe, có khi đi dưới mấy con ghế đó. Đi hai người để cho nó vui thoải mái. Nay thì có mình nên khổ đau thật sự. Trời ơi, ơi. Gì bắt tài chơi tạt đầu nhau nữa chứ. Đây là Điện Biên nha các bạn. Ở Điện Biên này cũng có cái bến xe như mình. Ê, cái gì vậy, bộ tính chơi nhau hay gì bắt tài. Không hiểu nổi luôn các bạn. Tự nhiên chơi thắng gấp, thắng cái ép, tôi thắng không kịp luôn ấy. Đó, bây giờ tôi lùi lại đó, tôi nhắm đầu ra cũng lùi theo tôi nữa. Cây cú này chứ. Tôi qua cái đây. Trời đau, muốn đậu ở đâu đó, ông đậu mình đó, ông đi. Ủa thằng. Ê, trời ơi, coi đập cái thằng nào. Sắn vô mình nữa vậy. Trời ơi, hành trình đi đầy gian nan thật sự luôn ấy. Tìm đường chạy ra khỏi cái chỗ này đi các bạn. Đây là khu vực trung tâm của Điện Biên Phủ nha các bạn, mà không rõ là đường nào. Thường thì tầm khoảng
22 giờ đêm, tức là khoảng 10 giờ đêm ấy các bạn. Thì những cái biển cấm tải hoặc là cấm xe hạng nặng rồi đấy, thì đa số nó sẽ bị hủy bỏ. Là thường bởi các bạn để ý là những chiếc xe mà nó chở giống mình à, những chiếc xe mà chở ô tô hoặc là những xe tải mà vận chuyển hàng, những container lớn này nọ rồi này nọ đấy, là nó hoạt động buổi đêm nhiều là vậy. Tại vì buổi đêm nó ít xe nên người ta cho phép chạy hàng tải nặng vào trong trung tâm thành phố đó. Thường nên người ta nhập hàng là nhập hàng buổi đêm các bạn, nên là những cái chiếc xe container đa số là đi buổi đêm là nhiều. Thì khả năng là mình chuẩn bị ra khỏi trung tâm của Điện Biên Phủ nha các bạn. Thì đúng bà đó rồi. Và bây giờ mình đang lên trên cái này là không biết phải quốc lộ 19 không ta. Cái quốc lộ này nếu mà các bạn đi thẳng hoài thì thứ nhất là nó về ngay Sơn La nè, thành phố Sơn La nè. Thứ hai là về tới Mộc Châu. Thứ ba là về tới Hòa Bình. Và sau đó nó về thẳng tới Hà Nội luôn. Và cái đoạn này là nó đi xuyên gọi là Tây Bắc luôn các bạn. Mình nhớ mãi mãi là khúc đầu trên kia là nó là quốc lộ 19, nhưng mà không biết dưới này phải quốc lộ 19 không. Ôi trời, chiếc xe này lại bị chạy kiểu gì vậy, chậm mà người ta vượt hết trơn luôn vậy. Rồi chạy chậm mà chạy từ từ cho tao vượt luôn đi. Trời, mình dính ngay cái cua nữa mấy ông. Vượt xe mà vượt ngay cua nó mới ghê chứ. Rồi cái gì vậy, sao ba hồi chạy chậm rồi tới lúc tôi vượt là chạy nhanh lên chi. Khổ thân này chứ, thanh niên này làm mình bị mất chớn luôn các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Chống lừa nhau vãi nồi. Nó chạy cái hồi cái ở dưới kia công an nó đón sẵn, nó thấy mình chạy ngược chiều cái phạt liền. Để xe mà chạy ngược chiều này phạt nặng lắm nha các bạn. Nhưng mà các bạn để ý là cái đoạn mà mình đang vượt hiện tại đang là nét đường kẻ phân làng nét liền. À lộn, nét đứt chứ. Ở trong đó là nét liền. Nên nếu mà trường hợp nét đứt như vậy thì mình lẳng qua cái lane bên kia không có gì. Ok. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị phạt các bạn. Ok, mới nói luôn đi. Khổ thân. Nhưng mà mình bị phạt là bị phạt bằng tốc độ các bạn. Rồi, đây có một cái tên, đây là cầu, rồi không biết đọc tên cầu là gì luôn. Từ Điện Biên về lại Sơn La các bạn thì nó có qua khá là nhiều đèo luôn các bạn. Mà đoạn đường này thật ra là mình đi xuyên đèo luôn các bạn, đi nói chung là từ Điện Biên mà về tới Hà Nội là đi xuyên đèo luôn, đi từ đèo này tới đèo kia luôn. Chỉ có về tới Hà Nội là địa phận nó là sẽ là địa hình của nó sẽ là địa hình đồng bằng đấy các bạn. Đấy. Còn chứ mà đi trên cái đoạn này là nó gọi là Tây Bắc mà mấy ông, nên là đường đồi núi phải cực kỳ là hiểm trở và hiểm trở là nhất Việt Nam luôn nha các bạn. Trên này là núi mà kiểu là dạng núi cao luôn đấy. Nên là đôi khi chúng ta đi nó sẽ có những cái đoạn mà nó dốc lên. Đó, còn đôi khi là đổ dốc xuống nó cạc kiểu nữa. Cho qua cái bác tài ơi. Giờ chống chống vượt qua luôn đi. Bò sau lưng hoài, cái cú thật sự luôn ấy. Tại chết là tôi gặp xe chiều chiều. Tấp vô. Nhanh vào, lách ra. Rồi xong rồi lách qua. Ôi xe tới được rồi. Khổ thân chứ muốn vượt cũng vượt không xong nữa các bạn. Không có cái đường nào mà cho tôi qua được không đây. Đây là đâu? Đèo nói chung mình lên đèo đấy, đèo tăng quai tăng quải gì đấy, mình không có dấu, mình không biết đọc sao luôn mấy không. Mình nhớ đó là cũng khoảng 3 cái đèo ấy.
ngồi gọi là hừng sáng luôn rồi nè. Hừng sáng rồi nha các bạn, chứ gọi là ông mặt trời chưa dậy nữa các bạn. Hiện tại thì mình chuẩn bị vào địa phận của Hòa Bình nha các bạn. Đi một cái chuyến đi phải gọi là nguyên đêm luôn. Đi đêm mà đi đèo này công nhận cực thiệt. Đầy gian nan thật sự. À, khi mà qua địa phận Hòa Bình này rồi thì chúng ta sẽ vào ngay cái thủ đô Hà Nội luôn nha các bạn. Vào đó thì mình nhớ không lầm nó sẽ có hai cái tuyến đường. Thứ nhất là các bạn có thể là đi trên cái cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình nha các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ đi được trên cái đoạn đó là mình không biết gọi là tên gì luôn các bạn. Nhưng mà chỗ đó thì các bạn có thể là đi đi ngang cái bến xe Yên Nghĩa ấy. Mình không biết là cái đường tên gì đó thôi á. Hà Nội thì mình đi trong game nhiều chứ ngoài đời thì mình chưa được đi bao giờ, mình cũng chưa có tìm hiểu nữa các bạn. Nên mình cũng không biết nữa. Tí nữa là ông mặt trời dậy mình sẽ thấy được ánh sáng lấp ló của mặt trời. Giờ này là vui rồi các bạn. Ở đây chuẩn bị vào nè. Quẹo trái là vào cao tốc Hòa Lạc nha, đi thẳng là về cái quốc lộ 6 cũ, nó thuộc Xuân Mai gì đấy. Như vậy là qua đây là chúng ta vẫn đi quốc lộ nha các bạn. Đó, chiếc xe này mà đậu trên cái luôn vậy. Nó đậu trên cái, nó gọi là đậu trên cái ốc đảo, đậu trên xương cá ấy. Ông nào mà kiểu là muốn đi về mà kiểu dạng Mỹ Đình rồi đấy thì hãy đi trên cao tốc đó. Cao tốc đó thì nó sẽ ra ngay cái đại lộ Thăng Long các bạn. Đại lộ Thăng Long rồi sau đó các bạn sẽ đi quẹo trái. Đại lộ cái gì vậy? Thanh niên kiếm chuyện anh em. Trời ơi, tự nhiên cái đụng đầu xe mà đậu nó luôn các bạn. Nếu mà đi cái cao tốc kia thì các bạn, một là các bạn đi thẳng luôn thì sẽ đi vào cái đường Trần Duy Hưng, còn không thì các bạn quẹo trái thì các bạn sẽ đi đến cái gọi là sân bến xe Mỹ Đình rồi đấy, đó nằm bên đó khúc đó đấy. Còn cái đoạn này nếu các bạn đi thì nó sẽ đi trên quốc lộ 6 thì đoạn này đưa các bạn về ngay bến xe Yên Nghĩa, bến xe nước ngầm rồi đấy. Nhưng mà như mình cũng đi hồi mình cũng đi ngang với hai bến xe đó luôn. Đi giấc này là các bạn biết là trời thời tiết nó sẽ rất là lạnh nha các bạn. Có thể là nó sẽ có sương mù này nọ rồi nữa. Ê, cái thanh niên đó các bạn nhìn cái gương hậu kìa. Nè nè, nó đấy chưa các bạn, thấy gọi là kiếm chuyện chưa? Tự chạy lên mình, tự sắn theo xe mình luôn các bạn. Ơ, mình có làm gì đâu. Kiếm chuyện với mình có mà khổ tăng được chứ. Chạy xe đã khổ rồi, còn gặp thêm thanh niên ngáo đá nữa các bạn. Cái này là đây là một cái trạm thu phí nha các bạn. Đợi cái gì mà đông vậy, mọi người làm gì đây mà sáng sớm mà tụ tập ở đông dữ vậy? Nó có hai lane các bạn, một cái lane thì sẽ trả tiền mặt, một cái lane thì sẽ thanh toán bằng làn tự động nha các bạn, làn Apex. Mình sẽ đi qua làn tự động đi. Rồi ok. Có trừ tiền không? Ủa đâu có trừ tiền đâu. Ê thì gặp thanh niên này nữa nè các bạn. Ui cái chiếc xe đó là cái chiếc xe của đài truyền hình đấy các bạn. Phải trưởng. Chắc còn VTV quá. Gặp Nguyễn Quý Gamer làm thử thách quay clip 24 giờ đụng Nguyễn Quý Gamer. Nè các bạn nhìn nào. Đó, thấy chưa? Ủa, lần này không đụng mình nữa các bạn. Mà lên qua đầu mình luôn, chắc hồi tạt đầu tôi quá trời. Xe truyền hình đấy. Rồi, tới đây là các bạn thấy là vô địa phận của Hà Nội rồi nhá. Này có ông nội đi tập thể dục cái gì nè, sáng sớm chạy xe đạp được các thứ nè. Ê trời ơi, dính đèn xanh đèn đỏ luôn. Đoạn này cũng khá là đông xe ha các bạn. Rồi nó quẹo rồi các bạn. Mình thì mình đi thẳng nên là bây giờ là
chúng ta không thuộc về nhau nữa các bạn. Mạnh ai nấy đi. Ủa cái gì ở đây đó vậy mọi người? Vụ gì đây vậy? Nhưng mà đậu xe đây rồi. Ôi trời ơi, đụng xe các bạn. Xe kia sao đụng đít người ta kìa. Đó. Giờ là kẹt xe nguyên đoạn này luôn các bạn. Trời ơi. Các bạn nhìn nguyên cái đoạn đường nó bị kẹt xe rồi nè. Phải đạn rồi chứ. Ôi. Kẹt hơi bị dài luôn ấy các bạn. Đợi nha, tôi xin qua cái đoạn này nha. Đoạn này đang sửa đường nữa mấy anh. Khổ thằng. Rồi, qua luôn. Ôi kẹt tới lần này luôn mấy ông. Chưa hết rồi nè, nó tới lần này luôn. Các bạn thấy mỗi lần mà nó kẹt xe nó kẹt dài chứ các bạn. Mà đường này là nó chỉ có một lane thôi. Nên là nó kẹt thì nó kẹt khá là dài. Mà giờ cái chiếc xe đầu tiên mà nó không đi thì chắc chắn với các bạn là mấy chiếc xe phía sau là nó đậu hoài luôn ấy. Đây nó cũng là một cái xưởng khu công nghiệp gì nè các bạn. Chỗ này nó có rất là nhiều cái nhà máy cũng như là xí nghiệp khu này luôn. Và đặc biệt nó có hai cái bờ hồ. Tôi chả biết hai bờ hồ này làm gì, nuôi cá đồ dưới này hay sao ấy. Nhưng mà sao đông xe dưới vậy ta. Ê tắt xe luôn đi. Trời ơi. Rồi. Lỡ đụng rồi tôi biến tất cả mọi thứ tàn hình hết. Nhưng mà xe mình nó bị mất cái đèn xe hay vậy ta. À có mở mà, nhưng mà sao đèn xe nó bị yếu. Buổi sáng mở nó không sáng nổi. Kiểu cái đèn xe này nó mở kiểu cho mình thấy đường thôi. Còn chừng nào thấy đường rồi nó tự tắt. Mình đã hạ lưu lượng xuống rồi các bạn mà vẫn còn đông xe luôn ấy. Đây chúng ta chuẩn bị đi ngang cái bến xe Yên Nghĩa nha các bạn. Đây là khung cảnh Hà Nội vào buổi sáng sớm khi ông mặt trời vừa thức dậy các bạn. Bắt đầu mọi người hối hả đi làm, đông xe vãi nồi nguyên một cái đoạn đường dài luôn các bạn. Mặc dù đường nó nhỏ xíu mà xe đông vãi chưởng chưa. Đó. Bên trái của các bạn thì có thể thấy đó là một cái bến xe khá là bự ở Hà Nội luôn. Đây là bến xe Yên Nghĩa nha các bạn. Đó, to vãi nồi chưa. Đây, bến xe Yên Nghĩa thấy không? Đó. Nó sẽ có cổng ga là cái cổng mà mình vừa chạy qua, còn cái cổng vào là cái cổng bên này nha các bạn. Đó. Thấy chưa? Cổng vào là cổng này nè. Đây. Cổng vào của bến xe Yên Nghĩa nè, thấy chưa? Rồi mình sẽ chạy một tí nữa thì sẽ tới một cái ngã ba. Để tới ngã ba đó mình sẽ quẹo phải nha. Những cái chiếc xe mà mình vận chuyển ngày hôm nay các bạn thì mình sẽ đưa nó đến một cái nó gọi là một cái kho. Mà cũng không hẳn là cái kho nữa mà kiểu là đậu ngoài trời vậy đấy. À như kiểu là mình gọi là đưa đến cái xăng. Cái xăng để gọi là đổ xe, đậu xe tới đó thôi. Và khi nào mà hãng người ta hoặc là chỗ nào người ta muốn mua, người ta nhập hàng về, người ta sử dụng gì đấy thì người ta đem người ta lại đó, người ta lấy xe về. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Tại vì những chiếc xe cũ này các bạn, khi mà ở cái thị trường ở Lào ấy, người ta mua lại đôi khi nó giá rất là rẻ luôn. Ví dụ như một chiếc Camry đi các bạn, ở Việt Nam mình đôi khi là mua mới là khoảng 1 tỷ 1 tỷ tư đi đó, nhưng mà đôi khi ở Lào thì đôi khi các bạn sẽ mua rẻ hơn nữa đấy, vì thuế mỗi nước nó khác nhau các bạn. Đôi khi thuế bên kia nó rẻ thì các bạn mua đỡ tiền thuế hơn, mua rẻ hơn thì các bạn đem nó về Việt Nam, mua nó đem về ngược lại Việt Nam thì nó cũng rẻ hơn ở Việt Nam mình.
Rồi nhánh phải thì tới đây mình sẽ rẽ phải nha các bạn. Và cái chỗ giao hàng mình nó cũng nằm trên cái tuyến đường phía trước đây nè. Chỗ này như kiểu khách sạn rồi hay sao các bạn? Nhìn kiểu sang trọng vãi nồi. Rồi, ok. Đây là cái tuyến đường mà mình sẽ giao hàng ngày hôm nay. Không biết nằm khúc nào luôn ấy. Cái đường này là mình nhớ không lầm, hồi xưa có bạn bảo là nó ở Hà Nội nó gọi là tên đường Hàng Xanh đó gì đấy. Nên là mình cũng chả biết nữa, ông nào ở Hà Nội có thử cái đường là đường có tên gì mấy không? Đó. Tôi dân miền Tây rồi tôi tiết ở trong miền Nam ấy. Nói về tới Hà Nội thì nó còn ở xa tít ở trên kia. Nên là hỏi đường tôi không biết đâu mấy ông. Tại tôi chạy với tôi không biết đường. Đâu mà chạy cái kho hàng nằm đâu chợ. Nó sẽ nằm bên trái mình các bạn. Chạy hồi chắc khuất mẹ nó luôn quá ta. Cái đường này các bạn thấy là nó khá là nhỏ luôn nha, chứ không phải nó bự đâu. Mà chạy hồi khuất chừng không có chỗ đâu quay đầu nữa. Chạy không biết chỗ nào luôn, khổ thân bữa nay không có gắn cái GPS, không gắn định vị nên kiểu không biết ở đâu là đâu hết, cứ chạy mà mò đường, đi tới đâu mò tới đó. Này tới chưa ta? Này có cái nhà thờ như nè các bạn. Mặt trời nó bắt đầu lên rồi các bạn, thấy chưa? Ánh sáng mặt trời len lỏi bên trái mình nè. Đi đâu đây nè các bạn ơi. Tới chưa ta? Chưa tới đâu mấy anh. Cái chỗ đó thì nó sẽ ngoài bán những chiếc xe mà mình chở ngày hôm nay thì nó cũng có bán những chiếc xe khách nữa các bạn. Xe khách Hyundai County cũ này nào đấy. Như một cái xăng để một kho hàng, cái bãi để dự trữ xe khá là to, khá là bự luôn ấy. Đây như tới rồi nè. Đúng bà đó nha, tới rồi. Rồi tới chỗ giao hàng rồi các bạn ơi. Rồi qua đây, ơ kìa, chưa mở cửa nữa. Chết luôn rồi, làm như mình đi tới sớm quá hay sao rồi các bạn. Người ta chưa mở cửa nữa các bạn ơi. Nè, chỗ này các bạn thấy một cái bãi khá là lớn luôn không? Đa số là người ta nhập Hyundai County vì người ta bán nè. Đó, thì cái lô xe hơi mà ngày hôm nay mình vận chuyển đến, người ta cũng chuẩn bị đưa vào đó để đậu cũng như là bán sau này luôn ấy. Nhưng mà bây giờ mình tới sớm quá, người ta chưa mở cửa nữa các bạn. Thôi chắc gọi là tạm thời đậu xe ở đây rồi mình đi xuống mình kiếm cái gì ăn sáng rồi cho nó thoải mái đi, rồi đợi người ta mở cửa xong cái mình chạy xe vào mình lùi mình giao cho người ta sau các bạn. Chứ bây giờ mà lùi vô cũng không vô được đâu các bạn. Đậu sát vô cái hàng rào nè, từ từ nha. Để máng vô cái hàng rào, đụng cái gãy hàng rào người ta luôn đi trời. Rồi, tạm thời đậu sát vô đây đi các bạn. Rồi nào ta mở cửa là mình leo lên mình lùi liền. Rồi kéo thắng tài tắt máy đi các bạn ơi. Khổ thần thật sự luôn ấy. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình. Thứ nhất là trải nghiệm đi trên một cái tuyến đường từ biên giới Tây Trang ở tít ở bên Lào bên đấy phải không? Và sau đó là mình đã về được đến Điện Biên, và từ Điện Biên mình cũng về được đến Hà Nội trong một cái đêm khuya gọi là đen tối mịt mù. Đấy, và đôi khi cũng gặp số tai nạn là bay mẹ xuống núi, nhưng mà đôi khi không sao. Vẫn còn cứu chữa được. Và đặc biệt là gặp rất là nhiều mấy thanh niên chạy ngáo luôn các bạn. Đó, nhưng mà mình cũng vận chuyển 6 chiếc xe này về đến đây thành công rồi các bạn. Và bây giờ trời cũng đã bắt đầu ánh nắng nó đã lên rồi kìa các bạn, thấy chưa? Khá là đẹp luôn ấy. Và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và nghiêng bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái chiếc xe này, hoặc là mình muốn mình vận chuyển thêm cái gì nữa ấy, thì các bạn comment phía dưới mình biết thì mình sẽ làm thêm trong các tập sau cho các bạn xem. Thì đối với bạn nào mà muốn trải nghiệm giống mình, thứ nhất là các bạn đồ Việt Nam, và thứ hai là cái chiếc xe tải mà ngày hôm nay là con Trang Long Hai Âu này, thì các bạn có thể là lên ngay cái trang web đó là shop.tải mod.com của mình. Thì tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả các bản mod mà ngày hôm nay mình chơi, cũng như là bản đồ
khác, cũng như là những cái xe khách hoặc là những cái mod khác hay ho hơn cho nó để các bạn mua, để các bạn trải nghiệm. Nó rất là tuyệt vời luôn, và đây là mod bản quyền, các bạn thoải mái mà mua. Và đặc biệt hơn, lại không quên giới thiệu nón Nguyễn Quý Gamer. Các bạn nào mà muốn mua chiếc nón này để ủng hộ mình, cũng như là làm một cái món quà kỷ niệm, lưu niệm, có dòng chữ Nguyễn Quý Gamer luôn các bạn ha. Và nón màu đen khá là đẹp luôn các bạn. Đó, nên bạn nào có mua thì các bạn có thể là lên ngay cái trang web đó là nguyenquy.com, nhầm, nguyenquygamer.com. Đây, đúng cái trang này mới đúng. Thì các bạn lăn xuống, các bạn sẽ có thể mua tại Shopee hoặc là mua tại TikTok Shop cho các bạn. À, thì các bạn nào mua thì có thể ủng hộ mình nha. 50 cái duy nhất rồi nha các bạn, mà nào mua thì ủng hộ mình. Còn bây giờ kết thúc video đây, và rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và cũng không quên chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.